Công an quận 1 phối hợp với thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ làm rõ nguyên nhân vụ việc một phụ nữ tử vong sau khi sửa mũi tại một thẩm mỹ viện trên địa bàn. Nạn nhân là chị H 33 tuổi, quê Tây Ninh, gia đình cho biết sau khi trao đổi thống nhất với nhân viên một cơ sở thẩm mỹ ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh về việc phẫu thuật sửa mũi, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, chị H cùng con gái 16 tuổi từ Tây Ninh đến đây để tiến hành phẫu thuật. Đến 11 giờ, chị H được đưa lên phòng gây mê phẫu thuật. Khoảng 14 giờ 15 phút, chị H có dấu hiệu mệt mỏi nên được các nhân viên ở đây cho gặp con gái. Đồng thời, gọi điện cho gia đình báo tình hình. Sau đó ít phút, xe cấp cứu đưa chị H vào bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh. Khi tới bệnh viện, chị H có dấu hiệu nguy kịch, gia đình được thông báo là đã chết não, nạn nhân được cấp cứu lọc máu nhưng đến 22 giờ 15 phút thì tử vong. Vụ việc được trình báo cho công an phường Bến Nghé, hiện công an quận 1 đã vào cuộc phối hợp điều tra xử lý. Đến thời điểm này, các trang web quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ của cơ sở trên đã bị khóa, trụ sở trên địa bàn quận 1 cũng đóng cửa, tra cứu hoạt động khám chữa bệnh theo địa chỉ của cơ sở này trên website của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thì chưa có thông tin.